liên quan đến thông tin về ca tử vong sau thay van động mạch chủ qua da ở Đắk Lắk, có sự tham gia của ba bác sĩ bệnh viện Bạch Mai. Đại diện lãnh đạo bệnh viện này cho biết đã tổ chức họp lần thứ hai để ra soát các văn bản liên quan. Trao đổi với phóng viên báo Sức khỏe và đời sống chiều ngày 20 tháng 8, Phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Tuấn Hùng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ phía Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, chủ nhật vừa rồi ngày 18 tháng 8, ban giám đốc bệnh viện đã yêu cầu các phòng ban cá nhân có liên quan đến họp bệnh viện cũng đã yêu cầu bác sĩ tham gia có bản tường trình. Tiếp sau cuộc họp đó, gần cuối giờ sáng ngày 20 tháng 8, đại diện ban giám đốc bệnh viện cùng một số phòng ban tiếp tục họp đề ra soát các văn bản, giấy tờ liên quan đến quy trình hợp tác cũng như làm rõ báo cáo giải trình của các cá nhân liên quan. Cụ thể sự việc, phó giám đốc Nguyễn Tấn Hùng cho hay, bệnh viện Bạch Mai đã nhận được văn bản từ Sở Y tế Đắk Lắk ông Nay Phila, giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, ký về ca tử vong sau thay van động mạch chủ qua da tại bệnh viện đại y dược buôn ma thuật có sự tham gia của ekip bệnh viện bạch mai bệnh nhân tử vong là bệnh nhân nữ 67 tuổi bệnh nhân được can thiệp thay văn động mạch chủ qua da ngày 28 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 bệnh nhân ngừng tuần hoàn rối nhịp thắt ác tính chăn máu ngoài màng tim trên ép tim và sau đó tử vong sở y tế đắk lắc đã họp hội đồng chuyên môn ngày 14 tháng 8 báo cáo đến bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh thanh tra bộ y tế bệnh viện Bạch Mai hôm ngày 16 tháng 8. Tiến sĩ Tùng cho biết, theo văn bản này có 3 bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai. Cụ thể là bác sĩ thuộc viện tim mạch quốc gia tham gia can thiệp tại bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Trong văn bản gửi tới bệnh viện Bạch Mai, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, liên quan đến ca can thiệp khi chẩn đoán trước phẫu thuật, chưa thực hiện đầy đủ các cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán như chụp đồng mạch vành, đo đường kính lô van, đường kính góc động mạch chủ, khi xử lý biến chứng thì chỉ định mở ngực là chưa đủ vì chưa có đội ngũ phẫu thuật tim, chưa có tần hoàn ngoài cơ thể và các máy móc hỗ trợ hồi sức tim. Bác sĩ điều trị chưa thực hiện CT tim nên chưa đánh giá được tổn thương cấu trúc van tim và cơ tim. Ông Tùng cho biết, sơ bản giải trình của các cá nhân tham gia ekip mổ và kết quả giả soát văn bản giấy tờ liên quan đến quy chế hợp tác sau cuộc họp hôm ngày 20 tháng 8, Bệnh viện Đạch Mai sẽ họp sớm nhất để làm rõ vụ việc. Ông Tùng thông tin thêm bệnh viện bạch mai đã có quy định tất cả các hoạt động của bệnh viện liên quan đến đi làm ngoài giờ hội trần hỗ trợ chuyên môn của các viện khác hợp tác chuyển giao kỹ thuật kể cả làm vào ngày nghỉ đều phải có văn bản báo cáo lãnh đạo bệnh viện ông tùng nói như với việc đi hội trần thì cần phải có giấy mời hội trần bệnh viện có văn bản cử đi hỗ trợ chuyên môn hay hợp tác chuyển giao kỹ thuật đều phải có đầu mối văn bản cụ thể theo ông tùng năm hai nghìn Bệnh viện Đạch Mai có ký hợp tác toàn diện với Sở Y tế Đắk Lắk, nhưng hợp tác này theo kế hoạch cụ thể do Sở và bệnh viện thống nhất. Qua tương trình và xem xét, ra soát giấy tờ liên quan, bước đầu cho thấy ba cá nhân của bệnh viện Đạch Mai tham gia can thiệp tại bệnh viện Đạo y Dược Buôn Mạ Thuật đã không có báo cáo lãnh đạo bệnh viện về việc đề nghị là ngoài giờ trước khi đi. Đồng thời, bệnh viện Đạch Mai cũng không có kế hoạch với Sở Y tế Đắk Lắk về việc chuyển giao kỹ thuật này. Liên quan đến vụ việc. Ông Nguyễn Tuấn Hùng, phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết thêm. Sau khi nhận được thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk, ban giám đốc bệnh viện cùng một số phòng ban đã họp để giao soát thông tin, giấy tờ liên quan quy chế hợp tác cũng như làm rõ báo cáo giải trình của các cá nhân trong vụ việc. Đại diện Bạch Mai cũng cho biết thêm, đơn vị đã có quy định tất cả các hoạt động của bệnh viện liên quan đến làm ngoài giờ, hội trần, hỗ trợ chuyên môn cho các nơi khác, hợp tác chuyển giao kỹ thuật, kể cả làm vào ngày nghỉ đều phải có văn bản báo cáo lãnh đạo bệnh viện. Trước đó, sở y tế tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo chi tiết gửi các đơn vị liên quan đối với trường hợp tử vong của bệnh nhân ở tại bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Bệnh nhân NTE sinh năm 1957, trú tại thành phố Đà Nẵng, tử vong vào ngày 28 tháng 7 năm 2004 sau khi thay van động mạch chủ quá ra. Trước khi nhập viện, bệnh nhân thường xuyên có triệu chứng khó thở, mệt ngực, thường xuyên chóng mặt, xuất hiện nhiều đợt ngất. Sáng ngày 27 tháng 7, bệnh nhân đến khám tại phòng khám nội tim mạch bệnh viện đọc y dược buôn ma thuật với lý do đau ngực trái hơn 20 phút tiên sử bệnh hẹp động mạch chủ sau đó các bác sĩ đa hội trần thống nhất chỉ định bệnh nhân thay van động mạch chủ qua da với chẩn đoán hẹp nặng van động mạch chủ van động mạch chủ hai lá tiếp theo bác sĩ gặp trực tiếp con trai của bệnh nhân nớ để giải thích kết quả thủ thuật khả năng biến chứng tình trạng bệnh nặng tiên lượng tử vong cao trải qua quá trình thủ thuật thay van động mạch chủ qua da đến 22 giờ 15 phút ngày 28 tháng 7 sau khi hồi sức tích cực kéo dài, bệnh nhân ớ đã tử vong. Đáng chú ý, quá trình thay van động mạch chủ qua da của bệnh nhân ớ tại bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột còn có sự tham gia của một nhóm bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai. Ngày 12 tháng 8, Sở Y tế Đắk Lắk đã thành lập hội đồng chuyên môn bao gồm 9 thành viên đánh giá trường hợp tử vong trên. Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, trong quá trình can thiệp khi phát hiện bệnh nhân có các lỗ dò dẫn tới tràn máu ngoài màng tim ekip đã tiến hành hội trần với bác sĩ ngoại lồng ngực mạch máu chỉ định chọc sơ dịch màng tim và mở lồng ngực để giải áp buồng tim nguyên nhân bệnh nhân ở tử vong là do bị vỡ động mạch tổn thương tim có chăn máu màng tim chăn máu màng ngoài tim chèn ép tim cấp dung thất và cuồng thất ngừng tân hoàn hô hấp sau can thiệp thay van động mạch chủ qua da chết nên bệnh nhân hẹp khít van động mạch chủ bệnh nhân ớ bị bệnh van động mạch chủ hai mảnh theo dõi bệnh cơ tim thoái hóa dạng bột tăng huyết áp dối loạn lipid máu theo sở y tế đắk lắc khi xảy ra biến chứng tai biến thì việc chỉ định mở ngực là chưa phù hợp vì chưa có đội ngũ phẫu thuật tim chưa có tân hoan ngoài cơ thể và các máy móc hỗ trợ hồi sức tim bác sĩ điều trị chưa thực hiện ct tim nên chưa đánh giá được tổn thương cấu trúc van tim và cơ tim ngoài ra còn một số sai sót trong quy chế hội trần như quy trình hội trần không theo quy định chưa hội trần cấp khoa liên khoa cấp toàn viện trước khi mời chuyên gia, chưa hội trần ngoại khoa trước mổ. Trả đối với phóng viên, đại diện sở y tế đắk Lắk xác nhận đây là lần đầu tiên địa bàn đắk Lắk xảy ra vụ việc tử vong đáng tiếc như trường hợp bệnh nhân trên. Đặt câu hỏi, các bác sĩ bệnh viện Bạch mai cùng với phía bệnh viện đặc y dược buôn ma thuật thay van động mạch chủ qua da cho bệnh nhân là có sự phối hợp từ trước đến nay hay đi làm ngoài giờ? Đại diện sở y tế đắk Lắk xác nhận cơ quan chức năng đang làm rõ vấn đề này, đơn vị sẽ phản hồi sau khi có kết quả chính xác.